Hoài Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, bản tin tiệc gây quỹ thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ mở đầu cho phần tin 24 giờ ngày hôm nay. Buổi tiệc gây quỹ với chủ đề góp một bàn tay của phong trào thiếu nhi thánh thể tại Hoa Kỳ được tổ chức vào 7 giờ tối Chủ nhật ngày 29 tháng 10 tại nhà hàng Thần Tài thuộc thành phố Falls Church, Virginia. Phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức vô vị lợi, được thành lập từ năm 1984 đến nay. Phong trào đã và đang phát triển không ngừng cũng như gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Trong sự phát triển lớn mạnh đó, đã nhiều năm qua, các thành viên từ tuyên úy đến huynh trưởng luôn mơ ước có một cơ sở chính khang trang. Trong tâm tình đó, sau nhiều lần hội ý và gặp gỡ đại diện giữa các miền, mỗi người đã đồng ý và quyết định quyên góp trong 3 năm với ngân quỹ đạt tối thiểu là 1 triệu. Chương trình gây quỹ bắt đầu vào ngày 3 tháng 5 năm 2014 tại Atlanta, Georgia và kết thúc vào ngày 29 tháng 10 năm nay tại Falls Church, Virginia. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ tối với bài đồng ca thiếu nhi thánh thể Tân Hành Ca. Tiếp theo là phần giới thiệu linh mục tuyên úy miền Trung Đông Hoàng Sơn lên chào mừng quan khách. Kế tiếp linh mục Nguyễn Thanh Bình, tổng tuyên úy, chia sẻ mục đích của việc gây quỹ và giới thiệu các thành phần tham dự. Chương trình văn nghệ với các tiết mục do các em đoàn TNTT trình diễn. Xen lẫn phần văn nghệ, phần đấu giá gây quỹ với số tiền gây quỹ được trên 100.000, tổng cộng gây quỹ được hơn 955.000. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Bản tin tiếp theo cho hay Tổng thống Philippines thăm Nhật Hoàng. Thưa quý vị, ông Rodrigo Duterte cùng phu nhân vào hôm thứ Ba ngày 31 tháng 10 có chuyến thăm Hoàng cung Nhật Bản để ý kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko khép lại chuyến công du của Tổng thống Philippines đến Tokyo. Ông Duterte và đệ nhất phu nhân Honelette Avancena được Nhật Hoàng và Hoàng hậu ra đón tại cổng Hoàng cung và rước vào nói chuyện trong chốc lát. Và ngày hôm trước, ông Duterte đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe. Hai ông loan báo một thỏa thuận quan trọng. Qua đó, Nhật Bản sẽ giúp cho Philippines tái thiết thành phố Marawi bị chiến cuộc tàn phá, cũng như xây dựng nhiều dự án hạ tầng khác với khoản vay 600 tỷ yên. Nhật Bản và Philippines đã thiết lập quan hệ thân hữu lâu dài kể từ sau đệ nhị thế chiến. Hai bên có nhiều công cuộc hợp tác trên các phương diện kinh tế, chính trị và văn hóa. Vào năm 2016, vợ chồng Nhật Hoàng có chuyến thăm chính thức tới Philippines để đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời xóa dịu các vết thương chiến tranh. 600 người tị nạn cố thủ ở Papua New Guinea. Khoảng 600 người tị nạn tiếp tục cố thủ bên trong một trung tâm tạm giữ ở Papua New Guinea vào hôm thứ Ba ngày 31 tháng 10, giữa lúc nhà chức trách có kế hoạch đóng cửa trung tâm. Giới chức Úc và Papua New Guinea dự trù các điện nước tại trung tâm tị nạn gây tranh cãi trên đảo Manus. Tối cao Pháp viện Papua New Guinea vào hồi năm ngoái phán rằng trung tâm được thành lập năm 2001 là bất hợp pháp. Những người xin tị nạn bị tạm giữ tại đây hầu hết đến từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria, Afghanistan, Pakistan, Iran, Sri Lanka và Myanmar. Việc đóng cửa trại tị nạn này là một phần trong kế hoạch của chính phủ Úc nhằm buộc người tị nạn và người đang xin tị nạn hồi hương định cư tại Papua New Guinea hoặc di dời đến nơi khác. Được biết, luật sư của một số người xin tị nạn đã đệ đơn kiện vào phút chót tại Papua New Guinea để xin án lệnh ngăn cản việc đóng cửa trại và di dời người tị nạn đến một nước thứ ba. Nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Kabul. Thưa quý vị, một kẻ tấn công tự sát đã vừa cho kích nổ quả bom mang theo trên người tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày thứ Ba ngày 31 tháng 10, khiến cho ít nhất là 8 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các nạn nhân vừa rời khỏi sở làm trong giờ cao điểm. Nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS vào cùng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại khu vực Wazir Al-Kaba Khan của thủ đô Kabul, nơi an toàn nhiều tòa đại sứ và văn phòng chính phủ. Tất cả những người bị thiệt mạng đều là người bản xứ Afghanistan. Những người bị thương đã được xe cứu thương chở vào bệnh viện lân cận để cấp cứu. Tình trạng an ninh hiện đang được đặt trong mức báo động cao ở Kabul sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố vào tháng 10, trong đó bao gồm vụ đánh bom một ngôi đền thờ Hồi giáo Syed khiến cho hơn 50 người thiệt mạng. Một vụ tấn công tương tự khác đã xảy ra tại một doanh trại huấn luyện quân đội khiến cho ít nhất là 15 người đã thương vong. Thưa quý vị, cảnh sát Đức phá vỡ được một âm mưu tấn công khủng bố. Văn phòng công tố viên Liên bang Đức vào ngày thứ Ba 31 tháng 10 loan báo
lực lượng cảnh sát người bản xứ đã bắt giữ được một thanh niên 19 tuổi gốc Syria sau khi người này bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành một vụ đánh bom khủng bố, thể theo lời sai khiến của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS nhằm mục đích sát hại nhiều người. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết các nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu tấn công đẫm máu và đương sự Yemen A đã bị bắt vào đầu giờ sáng tại thị trấn Squerin thuộc miền đông bắc của quốc gia Âu Châu nêu trên. Các nhân viên công lực cũng đã đến khám xét nhà của nghi phạm. Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Yemen A là thành viên của một tổ chức khủng bố cực đoan. Vụ bổ sát diễn ra ngay vào thời điểm lệnh cảnh báo khủng bố đang được đặt ở mức báo động cao ở Đức nói riêng và toàn lục địa Âu Châu nói chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký ban hành luật chống khủng bố gây tranh cãi. Thưa quý vị, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày thứ Hai 30 tháng 10 đã chính thức ký ban hành một đạo luật an ninh và chống khủng bố gây tranh cãi, vốn được cho là sẽ thay thế cho tình trạng khẩn cấp mà chính quyền Paris đã ban bố kể từ khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu vào hồi tháng 11 năm 2015 cho đến nay. Luật chống khủng bố nêu trên đã được Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 10. Luật này cho phép Bộ Nội vụ Pháp quyền dựng lên những trạm kiểm soát an ninh tại các khu vực bị đe dọa tấn công khủng bố, không cho phép xe cộ và người dân ra qua lại thoải mái như trước đây, đồng thời cho lực lượng cảnh sát quyền tới khám xét những địa điểm khả nghi mà không cần tới sự chấp thuận của thẩm phán. Ngoài ra, giới chức trách an ninh bản xứ cũng hoàn toàn có quyền đóng cửa các ngôi đền thờ Hồi giáo nếu như cơ quan tình báo tin rằng những lãnh đạo tôn giáo đang kích động bạo lực ở Pháp và có những hành động lấy cảm hứng từ chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền cho rằng luật chống khủng bố của Pháp vi phạm nghiêm trọng tới sự tự do dân chủ của người dân. Tổng thống Kenyatta giành chiến thắng sau khi mang về 98% số phiếu bầu trong cuộc tái bầu cử ở Kenya. Đương kim Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã vừa giành được chiến thắng vang dội sau khi nhận được 98% số phiếu ủng hộ của các cử tri trong khuôn khổ của cuộc bỏ phiếu tái bầu cử tân lãnh đạo tại quốc gia Phi Châu nêu trên. Ủy ban bầu cử vào ngày thứ Hai 30 tháng 10 loan báo chỉ có khoảng 39% cử tri đi đến các địa điểm bỏ phiếu để bầu tân tổng thống. Nguyên nhân được cho là vì tất cả những người ủng hộ phe đối lập đều từ chối tham gia vào cuộc tái bầu cử nêu trên, thể theo lời kêu gọi của lãnh đạo Raila Odinga. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, nhiều cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra tại các khu vực do đảng đối lập Kenya kiểm soát. Trong khi đó, các cuộc tuần hành ăn mừng chiến thắng của ông Kenyatta cũng đã được ghi nhận tại thủ đô Nairobi. Tối cao Pháp viện Kenya đã từng tuyên bố không công nhận kết quả của cuộc bầu cử đầu tiên mà Tổng thống Kenyatta đã tái đắc cử, đồng thời cho biết cuộc tái bỏ phiếu mới được ấn định diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Lãnh đạo đảng đối lập Kenya, ông Raila Odinga đã không tham gia vào cuộc tái bầu cử. Thể theo thống kê của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đã có khoảng 7.616.217 lá phiếu được đếm, tượng trưng cho 39% số cử tri trên toàn cõi Kenya. Trong một diễn biến khác cùng ngày, nhiều người biểu tình đã bị cảnh sát dùng hơi cay để giải tán tại thành phố Kawangwa sau khi xuống đường phản đối chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Nội vụ Fred Matiang'i. Giới trẻ Hy Lạp ném xăng về phía cảnh sát khi đang tham gia biểu tình. Thưa quý vị, nhiều màn đụng độ bạo lực đã nổi ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Athens của Hy Lạp vào ngày thứ Hai 30 tháng 10, sau khi một nhóm thanh niên trẻ tuổi liên tục ném bom xăng về phía các nhân viên an ninh ngay trước khuôn viên trụ sở quốc gia của quốc gia Âu Châu này. Nhằm để giải tán đám đông quá khích, cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay. Bên cạnh đó, những người tham gia tuần hành còn thích đập phá cửa sổ của các cơ sở thương mại và trạm xe bus, đồng thời châm lửa thiêu cháy nhiều thùng rác ở thủ đô Athens. Cuộc biểu tình nêu trên đã được giới trẻ Hy Lạp tổ chức nhằm mục đích phản đối tình trạng thiếu hụt sách giáo khoa, giáo viên và đồ dùng học tập do chính phủ cắt giảm các khoản chi tiêu dành cho ngành giáo dục quốc gia. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong phong trào tuần hành phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Hy Lạp trong thời gian gần đây. Văn phòng của các đảng phái đối lập người Kurd liên tục bị tấn công. Các đảng phái đối lập trong chính phủ tự trị người Kurd với chủ trương phản đối nhà lãnh đạo sắp sửa mãn nhiệm Masoud Barzani vào ngày thứ Hai 30 tháng 10 cho biết các văn phòng của họ vừa trở thành mục tiêu của những vụ tấn công mang tính phá hoại tại các thành phố lớn ở Iraq sau khi ông Barzani tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Đảng The Movement for Change, đảng Goran và đảng Patriotic Union of Kurdistan, viết tắt là PUK, nói rằng các vụ quấy phá đã được ghi nhận xảy ra tại tỉnh Duhok thuộc mạng bắc thủ đô Erbil của Kurdistan. May mắn không có bất kỳ một ai bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Chính phủ vùng bán tự trị người Kurd cam kết sẽ phái cảnh sát đến ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong nay mai. Tổng thống khu tự trị người Kurd tại Iraq, ông Masoud Barzani, theo dự trù sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo sau khi cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập do ông khởi xướng đã châm ngòi nên một cuộc khủng hoảng chính trị khiến cho tình trạng bất ổn leo thang tại mạn Bắc Iraq. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoa Sa. Sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí.